Sẽ giới thiệu với các bác là chiếc máy cuốn ba cuốn không lỗi của Việt Nam mình nhé, ba cuốn thông dụng đây nhé. Các bác lắp vào này, lắp con chặn vào, siết chặt vừa tay để cho ba cuốn ra cho nó bám chặt cái bảo ôn nhé. Dùng máy cuốn ba cuốn này thì các bác làm công trình thì tiết kiệm được thời gian này, giảm nhân công, giảm chi phí. Làm vài nghìn mét ống đơn giản nhẹ nhàng nhé. Đấy các bác thấy không? Nếu các bác muốn chặt nữa, các bác có thể siết ốc này lại, siết cho con ốc này cho nó chặt vào để cho nó bám cái bảo ôn này lại nhé. Các bạn không sợ lỏng, đừng có sợ nó lỏng nha. Lỏng người ta lại siết thêm ốc. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn đi nhanh hay đi chậm, dày hay mỏng, dày hay mỏng, đều hay không đều thì các bạn có thể do cái tay của mình đi nhanh hay đi chậm. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn muốn chặt nữa thì gì? Các bạn muốn chặt nữa thì sợ lỏng thì siết tiếp chặt vào cho em nhé. Còn là sau kia nếu mà dùng hết cuộn bên này, ống còn dài thì các bạn dùng sang cuộn này nhé. Đấy, các bác thấy không? Băng cuốn nó ra, nó rất là chặt, nó ôm chặt lấy cái bảo ôn luôn. Đấy, đến đây là hết rồi. Đấy, các bác mà nếu mà còn nhiều, còn dài thì có thể là dùng sang cuộn này. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé.